Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 1 giờ trưa. Hôm nay trời không có nắng, trời chuẩn bị mưa. Hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị mình cùng đi dạo một vòng chợ lớn nha. Để đi đến cái hẻm 219. Thì nhân tiện trên đường đi công việc thì gửi các anh chị bạn cùng những hình ảnh, chúng ta cùng nhìn lại và biết đâu được trong những hình ảnh này lại có những cái kỷ niệm của các anh chị và các bạn. Và thêm nữa thì chúng ta, nếu mà các anh chị các bạn ở xa thì mình có thể cập nhật được hình ảnh Sài Gòn chợ lớn ngày nay, coi cái cung đường nào bán cái gì ha. Rồi mời bà con mình cùng đi nha. Trong những cái chuyến hành trình như vậy thì em cũng nhận được rất là nhiều cái comment cũng như chia sẻ của các anh chị và các bạn, những cái like, những cái comment em đều rất là trân quý. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi. Chúng ta đang ở đường Trần Hưng Đạo, ngày xưa là Đồng Thánh này. Ngay đây là đường giao lộ Lương Nhữ Học, tới nữa là giao lộ Châu Văn Liêm, ngày xưa là Tổng Đốc Phương. Nơi đây có nhà hàng Siêu Đắc Phúc. Bên tay trái mình nè, còn bên tay phải thì đang xây dựng cái cung đường Châu Văn Liêm. Ngày xưa có rất là nhiều cái khách sạn và rạp hát. Ngày nay thì những cái rạp hát thì đã thành cái chung cư. Chúng ta đi đây là Trần Hưng Đạo B ngày nay nè. Sắp tới thì có đèn 5 ngọn rồi, nơi bán chợ vải, Sói Kình Lâm, nơi đèn 5 ngọn này cũng buôn bán rất là sầm uất. Đa số là các mặt hàng là vải. Chúng ta đi đây rồi, chúng ta đến cái ngã ba. Ngã ba chúng ta sẽ rẽ trái. Cuối đường này là có cái nhà thờ Francisco Xavier. Nơi đây cũng có một cái nhà thờ này cũng là cái điểm ghi dấu đặc biệt thời xưa. Thấy rất là nhiều vải hai bên đường luôn. Nếu các anh chị bạn nào mà chúng ta làm nghề may đồ đó thì mình ra đây mình mua vải, vải cây giá sỉ. Hoặc là nếu mà các anh chị bán quần áo thì mình đi ra chợ Tân Bình, nơi đó quần áo may sẵn. Còn ở đây chỉ là vải nè, vải cây nè. Sài Gòn chuẩn bị mưa rồi, nhiễu hạt rồi. Hy vọng là mưa sau cái video này ha. Nếu mà trong video này mưa sẽ rất là khó khăn. Nhà thờ ngày xưa 25 Lương Nhữ Học, có 25 Học Lạc đi. Nhà thờ rất là xưa rồi. Chúng ta đi thẳng qua bên kia luôn, theo con đường Học Lạc này. Đây là giao lộ Giang Tử. Trời tối sầm lại. Ồ, sao tự nhiên tối thui vậy ta. Chúng ta qua bên đây luôn, đường Gò Công.
thẳng đường Gò Công này mình sẽ ra cái đường Võ Văn Kiệt. Ngày xưa là bến Lê Văn Liêm. Ở đây bán rất là nhiều đồ câu cá, kéo cá, 12 cửa ngục rồi đó. Bên đây là đường Phan Văn Khỏe, trước mặt chúng ta đường Phan Văn Khỏe. Ngày xưa khu vực này có cầu cầu Ba Cẳng. Cầu Ba Cẳng rất là nổi tiếng. Chúng ta sẽ quẹo quẹo phải nha. Khu vực này bán đồ câu cá rồi lưới cá rồi rất là nhiều luôn. 219 Phan Văn Khỏe với cái hẻm nó nằm bên tay phải, cái hẻm nó sẽ thông ra đường Hậu Giang luôn. Nơi đây có chùa Quan Đế. Chúng ta nhìn khung cảnh này rất là nhớ ngày xưa. Khu này nhà rất là lụp xụp nè, nhưng mà sẽ nhà nước sẽ quy hoạch, đang có dự án quy hoạch ở khu này rồi. Chúng ta thấy bên tay trái có một bãi đất trống đó, nay mai sẽ có cái công viên nằm dọc theo đây. Và những cái con rạch nhỏ nhỏ đó thì chắc sẽ được làm thành những cái cống, tại vì những con rạch này nhỏ xíu à. Chúng ta qua đây là giao lộ Chu Văn An nè. Gió quá. Ở đây thì nhà cấp 4 rất là nhiều. Chuẩn bị nhiễu hộp rồi. Qua đây là phía sau chợ Bình Tây. Cái hẻm 219 nằm bên tay phải. 219 Phan Văn Khỏe. Và ê, mưa rồi. Chắc để mặc áo mưa thôi. Tự nhiên trời đổ mưa. Mưa lớn quá. Sẵn gửi anh chị bạn những hình ảnh Sài Gòn đang mưa để chúng ta thấy sự vất vả. Ây da, này phải mặc áo mưa vô mới được. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Mời các chị bạn cùng tiếp tục nha. Nhưng mà có lẽ cái video này sẽ không có được rõ nét rồi, tự vì mưa gió rồi. Cái hình ảnh của nó rất là bị mờ. Mưa gió bà con bán rất là vất vả nè.
chúng ta qua đây là khu vực quận 6 rồi, đường giao lộ Phạm Đình Hổ. Để em tìm coi cái hẻm 219 ở đâu cũng gần tới nó. Đây là số 77 nè, đi tí nữa thôi. Trời mưa thì bà con dẹp hàng hết rồi, đường xá vắng lặng. Mùa này bán buôn rất là vất vả. Nơi đây có ngôi trường Nguyễn Thiện Thực. Wow, mưa lớn quá. Gió. Mưa thì bà con dọn hàng rồi, đường xá rồi dơ rồi lầy lội. Nhớ ngày xưa ở khu này, lúc mà chưa có làm đường á, đường rất là xấu, đường đất không à, đường không có tráng nhựa như bây giờ. À, nay đây có trường Châu Văn Liêm nè, bên tay phải mình có trường Châu Văn Liêm. Wow, mưa lớn luôn. Lỡ đến đây rồi thì chúng ta chạy thẳng vô cái hẻm để xem trời mưa trong hẻm như thế nào ha. Cái hẻm đó sẽ thông ra đường Hậu Giang luôn. Tới đây là số 215 rồi, hẻm 219 sẽ là ở đây. Hẻm này 221 rồi, 219 là ở đằng kia. Này là 203, 203 chứ không phải 219. Chúng ta quay lại cái hẻm 221 ha, tìm cái hẻm kia mà như không có thấy, không thấy số 219. Như bây giờ họ đã không còn hay sao á. Chúng ta đi vô cái hẻm này luôn. Cái hẻm này đang làm lại nè. Các chị thấy rất là lầy lội.
này là hẻm 221. Mưa trong hẻm nhìn thấy buồn lắm. Rồi chúng ta ra đây là đường Hậu Giang rồi. Một số hình ảnh ở khu vực đường Phan Văn Khỏe gửi đến các anh chị và các bạn. Chúng ta đi đến cái hẻm 219 nhưng mà rất tiếc là không có thấy cái hẻm đó, nên thành ra em phải đi cái hẻm 221 để thông ra đường Hậu Giang. Hy vọng những hình ảnh này sẽ gợi nhớ các anh chị những cái gì đó, hoặc là cập nhật các anh chị những hình ảnh về ở khu vực Chợ Lớn này. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Trời Sài Gòn mưa quá rồi, em cũng đi về luôn đây.